Chào tất cả anh em, mình là Tàu Bộ Độ. Hôm nay mình làm clip nói về hai chiếc xe cùng phân khúc và đang cùng cầm giá ngang ngang nhau em nhé. Đầu tiên là Linza 300 2017, tiếp theo là Z3 2018. Cái con Z3 2018 này thì hôm trước mình vừa lên video rồi, giá là 61.800, Linza 300 thì giá là 59 triệu. Con Linza 300 này cũng lên rất là nhiều đồ chơi em ạ. Đầu tiên là bộ SC này, lúc 69 lin này, trợ lực này, tay côn tay thắng này, kính gió này, giá có 59 triệu rồi anh em ạ. Tiếp theo nữa là Z3. Con này thì lên chân sau thì siêu to khổng lồ, vành 5.0, lốp 180, đồ đỗ cái thứ cũng rất là nhiều, khóa smart key. Anh em nhìn dàn chân hai con khác hẳn nhau luôn. Đó. Cùng phân khúc là 300 phân khối, một con thì như 1.000 luôn. Và ưu nhược điểm hai con này thì có lẽ là mình cũng nói rất là nhiều trong video trước rồi. Mình làm video cách đây tầm 5-7 năm trước, mình cũng nói về hai con xe này nó khác nhau ở điểm gì, nó như thế nào thì mình cũng nói tương đối là nhiều rồi. Hôm nay mình sẽ nói qua lại một chút nữa. Thì con Linza 300 này về tiết kiệm nhiên liệu thì nó sẽ hơn cái con Z3 kia, và nó cũng sẽ an toàn hơn vì nó có ABS trước sau. Đó là hai cái ưu điểm lớn nhất của con Linza 300 này. Còn con Z3 thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là sức mạnh nó mạnh hơn và cảm giác chạy nó cũng sướng hơn con Linza 300 này một chút anh em nhé. Về vấn tiêu nhiên liệu thì chắc chắn nó sẽ ăn hơn con Linza 300 này một chút. Thực ra nó chỉ là một chút thôi, nó không nhiều đâu anh em ạ. Còn anh em nào đã là fan cứng của Linza 300 hoặc Z3 rồi thì có lẽ là anh em rớt tiền thôi, không cần phải suy nghĩ gì. Còn anh em nào là fan trung lập thì có lẽ là nghe theo lời khuyên của mình một chút thì nó sẽ ok hơn. Đó. Anh em nào mua mà muốn an toàn này, tiết kiệm nhiên liệu, đi làm hàng ngày tất cả mọi thứ này thì mình nghĩ là Linza 300 phù hợp với anh em luôn. Đó. Còn anh em nào thích cảm giác chạy này, đó, thích sức mạnh này thì Z3 thì anh em phết luôn, không phải nghĩ gì cả anh em nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình. Clip mình làm thì nói rất là nhanh thôi, không EA dài dòng. Về tiếng bô thì hai con cũng na ná nhau, tại vì nó đều là hai máy cả anh em ạ. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.